Hello, vâng, lại là Bình đây. Xin mến chào tất cả quý vị các bạn đã quay trở lại video của Ngọc Bình trong ngày hôm nay. Vâng, ngày hôm nay mùng 7 tháng 3 năm 2023, Ngọc Bình tiếp tục cung cấp cho quý vị những thông tin nhanh nhất, chính xác nhất, chuẩn nguồn nhất về tập đoàn công nghệ giao thông thông minh, tập đoàn EVSky Technology. Vâng, ngày hôm nay Ngọc Bình cập nhật được hai thông tin vô cùng là tuyệt vời. Vâng, Ngọc Bình sẽ bật mí sau ít phút nữa. Và đương nhiên rồi, quý vị đã và đang quan tâm ủng hộ công nghệ UST hay là quý vị đang quan tâm ủng hộ Ngọc Bình trên các kênh YouTube, trên Facebook thì quý vị không quên hãy giúp Ngọc Bình, chúng ta hãy đăng ký kênh cũng như là giúp Ngọc Bình chia sẻ một vài lần đường link YouTube này. Để ngoài kia có rất là nhiều nhà đầu tư đang mong muốn đi tìm kiếm cho mình cơ hội để sở hữu cổ phần tập đoàn công nghệ giao thông thông minh, tập đoàn UST. Vâng, ngày hôm nay thì chúng ta có được những thông tin như Ngọc Bình vừa nói, có thông tin vô cùng là thú vị và chắc chắn rằng thông tin này sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy vô cùng tuyệt vời và chúng ta tự hào rằng chúng ta đã và đang là những nhà đầu tư có tầm nhìn, chúng ta đã sở hữu được cổ phần tập đoàn công nghệ giao thông thông minh này từ thời điểm rất là sớm. Và hiện nay thì tất cả chúng ta vẫn đang còn cơ hội khi mà tập đoàn UT đã cho chúng ta vẫn được góp vốn tài trợ. Và xin nhắc lại rằng công nghệ Ulysky Trinh Technology hiện nay đã thương mại rồi quý vị ạ. Vâng, không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây chúng ta quay trở lại trang uskychanpot.com. Đó là bài viết ngày mùng 7 tháng 3 năm 2023, bài viết ngày hôm nay: vật liệu cấu trúc mới có nghĩa là cơ hội thiết kế mới. Như độc giả của chúng tôi có thể biết, thiết kế, chức năng, độ tin cậy và hình thức của bất kỳ sản phẩm công nghiệp nào đều xác định bởi thiết kế của chúng. Kiến tạo là cốt lõi tạo nên bản chất của sự phát triển kỹ thuật. Chính thiết kế quyết định thêm hiệu suất, độ tin cậy và tất nhiên là cả vẻ ngoài hấp dẫn của sản phẩm cuối cùng. Mỗi khi người dùng thảo luận về thiết kế hoặc chức năng của đồng bộ, điện thoại di động hoặc ô tô mới bằng cách này hay cách khác, họ đang nói về thiết kế của mình. Trong thế giới ngày nay, có rất là nhiều yêu cầu được đẩy lên một sản phẩm và người ta có thể thảo luận rất lâu về độ phức tạp, chi phí cao hay những điểm khó khăn khác. Nhưng không thể phớt lờ nhu cầu của công chúng. Khi thiết kế cầu vượt, vận tải đường ray, các nhà thiết kế của chúng tôi chắc chắn phải đối mặt với những thách thức như lựa chọn vật liệu, tính toán tải trọng động và tính toán đến các yêu cầu của khách hàng. Và trong kỹ thuật thì chúng ta thấy rằng là tải trọng động, hay chúng ta thường biết với một cái từ ngữ chuyên môn đó là hoạt tải, còn tải trọng mà tĩnh, đúng không ạ? Chúng ta thấy tải trọng tĩnh là chính là cái tải trọng bản thân của nó phải chịu lực đấy ạ. Vật liệu kết cấu như vậy được sử dụng trên toàn thế giới, đó là kết cấu thép. Thép cường độ cao từ lâu đã được sử dụng phổ biến trong ngành cơ khí nói chung và ngành giao thông vận tải nói riêng. Tuy nhiên thì mật độ cao đồng nghĩa với trọng lượng lớn là một nhược điểm cần phải giải quyết. Vâng, chúng ta thấy là kết cấu thép là thường được sử dụng rất là thường xuyên ở trong các cái kết cấu xây dựng cũng như là về ngành giao thông. Tuy nhiên thì với cái trọng lượng lớn thì đây nó là một cái nhược điểm, và trọng lượng lớn nó đồng nghĩa với việc là gì ạ? Tải trọng, tức là cái tĩnh tải bản thân, trọng lượng bản thân nó rất là lớn đấy ạ. Hình ảnh quý vị đang theo dõi đây là đường thử số 4 ở giai đoạn căng dây cáp cường độ cao dây dưới, một trong những giai đoạn đầu tiên của quá trình cài đặt. Nhôm là sự thay thế rõ ràng cho thép. Mật độ thấp, khả năng chống ăn mòn cao hơn, độ dẫn điện cao sẵn có trên thị trường. Nhưng mặt khác, nhôm là một vật liệu đắt tiền với độ bền kéo thấp. Bước phát triển tiếp theo là vật liệu composite, hiện nay phổ biến nhất và giá cả phải chăng là sợi thủy tinh, sợi carbon và polymer được gia cố bằng nhiều loại sợi khác nhau. Hiện tại, USKY Chanport đã có kinh nghiệm thiết kế và lắp đặt tất cả các loại vật liệu trên đường thử số 1 tại trung tâm kiểm tra và chứng nhận USKY, là minh chứng khả năng khả thi của việc ứng dụng thép cường độ cao, ứng dụng dây gia cố có cường độ chảy lên đến 1640 MPa và các giải pháp liên kết với chúng. Đường thử số 4 có sự kết hợp độc đáo giữa nhôm, vật liệu composite và dây thép cường độ cao dự ứng lực. Phần này cũng thể hiện điều chỉnh độ dài tuyến đường không quá quan trọng với USKY. Việc tìm kiếm các vật liệu mới và kinh nghiệm vận hành,
Chúng là một công việc liên tục trong công ty của chúng tôi, với mục tiêu thâm nhập thị trường với một sản phẩm đã được thử nghiệm và chứng nhận. Và mục tiêu của Usky Transport, tập đoàn UT là chúng ta đưa ra thị trường những sản phẩm mà đã được chứng nhận để đảm bảo các cái điều kiện để chúng ta thương mại. Vâng, hình ảnh này rất là đẹp đúng không ạ? Và đây vật liệu xây dựng mới và chúng ta đồng nghĩa với cơ hội thiết kế mới. Rất là đẹp và rất là đặc biệt đúng không quý vị? Vâng, quý vị vừa tìm hiểu một thông tin trên trang Usky Transport. Và tiếp theo đây, Ngọc Bình xin mời quý vị tìm hiểu một bài viết rất là giá trị trên trang usdiscovery.com. Và đây chúng ta thấy đoàn đại biểu Ả Rập Saudi thăm trung tâm kiểm tra và chứng nhận Usky, thông tin ngày 7 tháng 3 năm 2023. Trong một diễn biến gần đây, một phái đoàn cấp cao từ Ả Rập Xê Út đã đến thăm trung tâm kiểm tra và chứng nhận Usky để khám phá các giải pháp vận chuyển sáng tạo của chúng tôi. Phái đoàn đã rất ấn tượng với những công nghệ và hệ thống tiên tiến tại trung tâm và bày tỏ sự quan tâm sâu sắc đến việc áp dụng các giải pháp của chúng tôi cho nhu cầu vận chuyển của họ. Trong chuyến thăm, phái đoàn Ả Rập Saudi đã có cơ hội tham quan trung tâm giao thông và tận mắt chứng kiến cơ sở hạ tầng tiên tiến cũng như là các quy trình được sử dụng để quản lý hệ thống giao thông. Họ đặc biệt ấn tượng với sự tập trung và của trung tâm vào tính bền vững, an toàn và hiệu quả. Đoàn bày tỏ lòng biết ơn về sự đón tiếp nồng hậu và lòng hiếu khách đã thể hiện trong chuyến thăm và bày tỏ mong muốn thiết lập mối quan hệ chặt chẽ với Usky Transport trong tương lai. Chuyến thăm này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong những nỗ lực không ngừng của chúng tôi nhằm thúc đẩy sự đổi mới sâu sắc trong giao thông vận tải trên quy mô toàn cầu. Và hình ảnh chúng ta thấy đoàn khách đã và đang tham quan trung tâm tại Usky, đúng không ạ? Vâng, tại Sara, và đây là đoàn đại biểu Ả Rập Saudi thăm trung tâm kiểm tra chứng nhận Usky. Và thông tin này thì chúng ta thấy điều gì ạ? Chúng ta thấy chắc chắn rằng là họ đã quan tâm và tiềm năng công nghệ Usky sẽ phát triển rất là lớn mạnh. Vâng, xin cảm ơn quý vị đã quan tâm, ủng hộ và đặc biệt là có hai thông tin trong ngày hôm nay. Chắc chắn rằng thông tin này hay và hữu ích thì quý vị không quên hãy để lại nút like, nút đăng ký kênh cũng như là chia sẻ kênh YouTube của Ngọc Bình. Và Ngọc Bình xin cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những video tiếp theo.